Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh tin tức sau Việt của chúng tôi. Và sau đây là tin tức Sơn Tùng MTP lo lắng trước giờ G. Nam ca sĩ dường như khá lo lắng với vai trò mới này, như những thông tin từ trước đêm lên show 3. Ngoài giám khảo là DJ quốc tế Mary thì một nhân vật khác đó chính là Sơn Tùng MTP, có mặt từ khá sát giờ lên sóng. Nam ca sĩ không giấu được vẻ lo lắng của mình ở vị trí quan trọng như vậy. Anh thắp nhang để cầu cho mọi thứ được diễn ra suôn sẻ và tranh thủ trò chuyện với ekip của chương trình trước giờ ra sân khấu. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy nhấn đăng ký kênh miễn phí của chúng tôi để có thể theo dõi những clip đặc sắc và hấp dẫn tiếp theo.